Vâng thưa quý vị, với diện tích sàn gần 200m², làm thế nào để chúng ta có được một không gian kinh doanh rộng rãi và đồng thời lại có được công năng ở được tối ưu? Thì ngày hôm nay Thu Trang sẽ có một gợi ý cho quý vị. Thì để quý vị có thể chiêm ngưỡng thêm công trình chi tiết này như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi vào trong để khám phá công trình ngày hôm nay nhé. Vâng thưa quý vị, Thu Trang đang có mặt tại bên trong tầng 1 của công trình ngày hôm nay. Với kích thước mặt tiền ở đây là 16,5m và chiều sâu là 12m. Quý vị có thể thấy là công trình sẽ mang cái vẻ hiện đại mà chúng ta thường gặp được ở những công trình đặc trưng của VC Home. Gam màu trắng sứ rất là sáng này, đồng thời là những cái khối rất là vuông vức này. Và đặc biệt đây sẽ là thiết kế cho những công trình có hai mặt tiền với diện tích tầng 1 được sử dụng làm không gian kinh doanh. Đây ạ, thưa quý vị, đây là một không gian kinh doanh rất là rộng rãi của gia đình anh Phan quý vị nhé. Với diện tích mặt tiền rộng như thế này và đồng thời lại có hai cái phần cửa mở thì hoàn toàn có cái diện tích kinh doanh rất là thuận tiện cho gia đình. Và nếu quý vị đang có nhu cầu muốn sắm Tết thì quý vị hoàn toàn có thể đến tại địa chỉ Lập Chí Minh Chí Sóc Sơn để chúng ta có thể sắm Tết đầy đủ cho gia đình mình. Ở đây cái gì cũng có quý vị nhé. Và toàn bộ tầng 1 sẽ được sử dụng làm không gian kinh doanh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên tầng 2 để xem là công trình này ở trên tầng 2 sẽ được sử dụng làm công năng của những khối ở như thế nào quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, với một diện tích rộng như thế này thì không có lý do gì để chúng ta có thể sở hữu được một cái khối cầu thang thoáng đãng như thế này. Và cầu thang ở đây được sử dụng hệ thống là lan can kính này, tay vịn gỗ lim long phi. Quý vị có thể thấy là riêng khu vực cầu thang Thu Trang đã thấy là cái phần diện tích khá là rộng rồi. Và khi Thu Trang bước lên tầng 2 thì đây sẽ là một không gian khác hoàn toàn với không gian dưới tầng 1. Ở dưới tầng 1 thì sẽ là một nơi kinh doanh nhộn nhịp tấp nập, thì ở trên tầng 2 sẽ là một nơi để chúng ta có thể có những cái khối ở ấm cúng hơn, nhẹ nhàng hơn. Vị trí Thu Trang đang đứng ở đây là sảnh trên tầng 2 quý vị nhé. Với chi tiết điểm nhấn đầu tiên chúng ta có thể bắt gặp được đó chính là phần kệ tủ trưng bày. Có thể nói là anh Phan là một người cũng khá là để ý đến những cái chi tiết nhỏ trong công trình. Khi mà chúng ta có được cái trang trí nổi bật như thế này thì mọi cái không gian sống trong nhà sẽ có ý nghĩa hơn này, ấm cúng hơn rất là nhiều. Khi mà chúng ta di chuyển sang bên tay trái cầu thang thì sẽ có hai phòng ngủ quý vị nhé. Với bên tay của Thu Trang sẽ là một phòng ngủ diện tích rơi vào 17m² này, và đối diện sẽ còn một phòng ngủ nữa diện tích rơi vào 20m². Và đây chúng ta có thể đến tham quan từng phòng để biết được là cái phần nội thất xử lý bên trong như thế nào. Có một điều đặc biệt ở đây thì toàn bộ phòng ngủ của công trình đều có vệ sinh riêng quý vị nhé, sẽ rất là thuận tiện cho mọi người sinh hoạt. Đó, nhìn tông màu của nội thất công trình rất là sáng nên là nhìn cái diện tích phòng sẽ được rộng rãi hơn, thoáng mát hơn. Và giữa ngăn cách hai phòng ngủ ở đây thì sẽ được bố trí khéo léo một cái tủ để đồ. Quý vị có thể thấy là khi mà chúng ta có được cái tủ dày gọn gàng như thế này thì sẽ đóng vai trò thẩm mỹ rất là lớn trong nội thất của công trình này. Có một điều tinh tế nữa đó chính là cái phần ngăn cách giữa hai vách tủ này sẽ có cả gương và có cả đèn nữa. Đây sẽ là một cái góc rất là sáng. Đây sẽ là phòng ngủ thứ ba ở trên tầng 2 thì sẽ được đặt gọn gàng phía sau này. Và chắc chắn khi chúng ta bước chân vào phòng ngủ này chúng ta sẽ đoán được ngay đây là phòng ngủ của ai. Vâng thưa quý vị, đây là phòng ngủ của bé gái ở trong nhà. Chúng ta có thể thấy là phòng ngủ của bé gái đương nhiên sẽ có những cái tông màu rất đặc trưng, đó chính là màu hồng này, rất là nữ tính. Và đương nhiên rồi, một phòng ngủ sẽ không thể thiếu được vị trí cửa sổ để lấy sáng tự nhiên. Đây ạ, khi mà chúng ta kéo rèm lên chúng ta sẽ lấy được rất nhiều ánh sáng tự nhiên vào căn phòng này quý vị nhé. Căn phòng này thì có diện tích là 16,5m², và đương nhiên rồi vẫn có vệ sinh riêng như Thu Trang vừa giới thiệu đầu video. Quý vị có thể thấy là phần nội thất cũng đã được bố trí rất là gọn gàng này. Và toàn bộ nội thất ở trong nhà thì sẽ được sử dụng chất liệu của đây là chất liệu gỗ MDF lõi xanh, chống ẩm rất là tốt. Vâng thưa quý vị, trước khi chúng ta đi đến phòng ngủ cuối cùng trên tầng 2, chúng ta sẽ trải qua một không gian phòng khách đẹp như thế này. Toàn bộ diện tích phòng khách ở đây rơi vào 41m² quý vị nhé. Và Thu Trang có thể thấy là cái tông màu anh yêu thích ở đây sẽ được sử dụng, tông màu gỗ và da đều đồng nhất là màu nâu trầm. Chúng ta có được cái sự kết hợp giữa màu sắc là nâu và màu sắc trắng sứ ở bên trong công trình như thế này thì đây có thể nói là hai tông màu rất là hiện đại.
Đồng thời Thu Trang thấy là mọi phía của công trình đều được bố trí những cái phần cửa sổ lấy sáng tốt. Và khi Thu Trang kéo rèm, quý vị có thể thấy là kéo rèm ra chúng ta lấy được rất nhiều ánh sáng này. Đó. Và từ đây có thể dễ dàng quan sát hết những cái không gian xung quanh nhà mình như thế nào. Khi mà chúng ta quan sát kỹ hơn một chút thì không phải căn phòng này sẽ được không phải không gian này sẽ được bố trí cái ánh sáng tự nhiên hợp lý. Đồng thời là phía trên của Thu Trang đây sẽ là một cái hệ thống trần thạch cao cũng rất là đẹp nữa. Ở giữa của phòng khách đã được anh bố trí thêm cả phần quạt trần kết hợp với đèn. Quý vị có thể thấy là tông màu của phòng khách rất là ấm cúng này, vừa ấm cúng vừa lung linh. Để đây sẽ là một nơi trung chuyển giao lưu giữa các thành viên trong gia đình, là một nơi sinh hoạt chung rất là ấm áp. Và đối diện với bộ bàn ghế thì sẽ là hệ thống kệ tủ tivi. Ngoài những cái việc chúng ta trang trí những cái góc nhỏ ở trong nhà thì phần kệ tủ tivi chúng ta có thể để những đồ đề co rất là đẹp như này. Đây quý vị ạ, phần kệ tủ này cũng đã được anh để những phần cây xanh nữa. Ở vị trí phòng khách sẽ có một lối để chúng ta đi ra ngoài ban công quý vị nhé. Ban công ngoài này rất là rộng. Tuy nhiên là cái phần lan can đang được xử lý dần. Ngôi nhà thì vừa mới được lên nhà mới nên là khi mà chúng ta bước chân ra ngoài này sẽ có cái phần lan can sẽ an toàn hơn nhiều quý vị nhé. Từ đây chúng ta có thể quan sát hết những cái khu vực xung quanh nhà mình như thế nào. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ này thì đã được sử dụng kết hợp giữa không gian phòng khách và thờ luôn. Nên là cái tông màu, đương nhiên tông màu ấm thì chúng ta sử dụng sẽ rất là phù hợp với các không gian này. Đây sẽ là không gian phòng ngủ cuối cùng ở trên tầng 2. Phòng ngủ này thì có diện tích rộng nhất rơi vào 23m2. Và như quý vị có thể thấy, Thu Trang vừa bước chân vào đây thì đã cảm nhận được cái sự rộng rãi cũng như là thoáng mát sang trọng của công trình này rồi. Có một điều Thu Trang thấy rất là tinh tế đó chính là phần vệ sinh của không gian này thì sẽ được giấu vào phía bên sau cửa của cửa chính thì nhé. Thì chúng ta sẽ không mất đi cái phần thẩm mỹ của không gian thì này. Ở phía bên tay trái đây sẽ là phần tủ quần áo để âm tường. Khi mà chúng ta để âm tường như thế này thì sẽ có được rất nhiều diện tích để chúng ta đi lại, như là phần diện tích chúng ta sử dụng sẽ được tăng lên nhiều hơn. Tủ quần áo thì cũng được thiết kế với cánh kính để chúng ta có thể dễ dàng phân loại quần áo này, cũng như là lựa chọn quần áo dễ dàng hơn này. Và đây sẽ là vị trí đặt phần giường. Giường này thì đã được sử dụng là giường với đầu giường có bọc nỉ nhung. Quý vị có thể thấy là chúng ta có được những cái tông màu của nội thất đồng nhất với nhau này, nhìn hòa hợp với nhau thì nhìn các phòng ngủ của gia đình nhà mình cũng rất là đẹp, rất là sáng sủa. Và không thể thiếu ở một phòng ngủ master thì sẽ có cái hệ thống cửa kính như thế này quý vị nhé. Đó, khi Thu Trang kéo phần rèm lên thì chúng ta sẽ không phụ thuộc vào ánh đèn quá nhiều. Chúng ta sẽ có được những cái ánh sáng tự nhiên như thế này. Ở dưới phần cửa sổ này sẽ có một khu đất nhỏ để chủ đầu tư có thể trồng thêm cây xanh nữa, rất là gần gũi với thiên nhiên. Và đối diện với giường sẽ là một bàn làm việc được trải dài hết cả phần chiều dài của phòng ngủ này quý vị nhé. Đương nhiên là tông màu vẫn sử dụng tông sệt tông với các đồ nội thất ở bên trong phòng ngủ này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên tầng 3 để xem là công trình này ở trên tầng 3 sẽ còn những phòng nào quý vị nhé. Thưa quý vị, trên tầng 3 sẽ còn các không gian phụ trợ, như là phía bên tay trái sẽ là phần sân phơi này, và có thêm cái không gian sinh hoạt chung cũng như là phòng kho để đồ của gia đình. Và cuối cùng ở trên tầng 3 thì sẽ có một sân chơi rất là rộng. Đây ạ, thưa quý vị có thể ra ngoài đây để cảm nhận được là cái phần sân chơi này rộng như thế nào. Nếu tính diện tích thì cái diện tích này cũng khá là tốt với diện tích phòng khách bên dưới rơi vào gần 50m2. Và đây, bên tay phải Thu Trang đây không chỉ là chủ đầu tư dành ra khoảng đất để chúng ta trồng cây xanh đâu, mà ở đây sẽ được chủ đầu tư trồng cả rau nữa quý vị nhé. Như Thu Trang có chia sẻ là phần lan can đang được xử lý dần, nên là sau này chúng ta sẽ có được những cái phần lan can an toàn cho cái không gian trên này. Vâng, thưa quý vị, xin giới thiệu với quý vị, đây là chị Phan, chủ đầu tư công trình ngày hôm nay của chúng ta. Em chào chị ạ.
Vâng, lời đầu tiên thì cũng cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình mình, cũng như là lời cảm ơn khi mà gia đình mình đã tin tưởng sử dụng dịch vụ thiết kế của VC Home. Và tiếp theo là em cũng rất muốn được nghe chị chia sẻ về cảm nghĩ của gia đình mình như thế nào khi mà nhà mình hoàn thiện xong căn nhà như thế này chị. Vâng, lời đầu tiên thì cho mình xin được gửi lời cảm ơn tới các kiến trúc sư cũng như là công ty thiết kế VC Home. Và qua quá trình bàn bạc với các cái kiến trúc sư của công ty thì gia đình mình cũng đã có một cái bản thiết kế và xây nên một công trình rất là tâm đắc. Và cũng vì thế mà mọi người đến cũng nhận được rất là nhiều lời khen. Và tiếp theo là em với các quý vị khán giả cũng đang rất tò mò là khi mà chúng ta xây dựng được một căn nhà như thế này thì mọi người cũng đang muốn nghe chị chia sẻ là chị có những cái điều gì đóng góp cho mọi người để cho cái quá trình hoàn thiện nhà được thuận lợi hơn không ạ? Vâng ạ. Và trước cái lúc làm nhà thì mình cũng đã bàn bạc với chồng và với ông bà cũng rất là đắn đo suy nghĩ và quyết định là có một bản thiết kế. Vâng. Thì và mình thấy đó là một quyết định rất là đúng đắn, bởi vì là có bản thiết kế này và mình cũng đã được điều chỉnh theo ý của mình, và quá trình xây dựng công trình rất là thuận lợi. Và mình khuyên mọi người chân thành đó là những ai đang mà chuẩn bị làm nhà xây dựng tổ ấm cho mình cả cuộc sống rất là dài về sau thì nên có một cái bản thiết kế để cho ngôi nhà của mình được thuận lợi hơn và không phải thay đổi gì quá là nhiều. Vâng ạ. Và cũng có một cái chia sẻ nhỏ nhỏ đó là mọi người thử tìm đến VC Home là một cái địa chỉ rất là đáng tin cậy. Vâng ạ, em rất cảm ơn chị. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã chia sẻ công trình nhà rất là đẹp cho quý vị khán giả. Nếu quý vị đang có mong muốn sở hữu một công trình đẹp như nhà chị Phan, quý vị có thể liên hệ ngay với VC Home để chúng tôi có thể hỗ trợ một cách trực tiếp nhất, hoặc quý vị có thể đến trực tiếp nhà chị để tham quan công trình chi tiết như thế nào, và chúng ta sẽ có được gợi ý hoàn hảo nhất cho gia đình mình quý vị nhé. Ngay bây giờ tôi với chị Phan xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những công trình đẹp tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube của VC Home để nhận thêm nhiều thông tin các mẫu nhà đẹp hơn nữa nhé. Xin chào.